Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số các mô hình đơn giản về hành vi của người mua. Tôi sẽ giới thiệu các bạn về bốn cái mô hình thường được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nhất là mô hình hộp đen, hay là người ta gọi là mô hình kích thích phản ứng đấy. Thứ hai là mô hình biến cá nhân, ba là mô hình phổ biến sự đổi mới, và bốn là mô hình chấp nhận. Thì bốn cái mô hình này thông thường chúng ta sẽ nhận thấy là cái mô hình hộp đen là kích thích phản ứng ấy, thì là một cái mô hình được sử dụng tương đối là nhiều. Và nó được coi là một trong những cái phổ biến nhất hiện nay mà các nhà ứng dụng hoặc nhà hoạch định marketing đang sử dụng. Thế đi tìm hiểu xem vậy mô hình hộp đen nó là cái gì. Mô hình hộp đen là một cái mô hình biểu thị cái tác động hay cái sự liên quan giữa hai cái nhân tố, đấy là các cái kích thích và các phản ứng ảnh hưởng như thế nào đối với cái quyết định mua của người tiêu dùng. Nó sẽ tổng hợp từ hai cái nhân tố: một là việc chào bán sản phẩm, hai là các tác nhân kích thích khác. Chào bán sản phẩm như thế nào? Nó sẽ liên quan đến sản phẩm, đúng không? Liên quan đến giá, liên quan đến phân phối, liên quan đến xúc tiến và liên quan đến chính những cái chế độ và chính sách của cái sản phẩm đó được kèm theo. Ví dụ như nếu nhân viên kinh doanh có thể nói rằng là anh mua sản phẩm của em đảm bảo là anh là chất lượng sản phẩm tốt, bảo hành 2 năm. Anh bất kỳ có hỏng hóc hay có vấn đề gì liên quan sản phẩm thì anh đều có thể gọi điện trực tiếp đến công ty và công ty sẽ cử người đến để mua bán. Nghe thì cũng rất là tốt, đúng không? Vậy đấy là một trong những cái liên quan đến về vấn đề về chào bán sản phẩm. Đấy. Đặc biệt như sản phẩm nào có mẫu mã tốt này, bắt mắt, chất lượng hoàn hảo, giá cả rẻ, giá cả phù hợp, phân phối tốt và dịch vụ nó cũng tốt thì thông thường sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều đến những người tiêu dùng. Tiếp theo là các tác nhân kích thích khác, có thể là các tác nhân liên quan đến môi trường, ví dụ như là gia đình, bạn bè, về xã hội, đúng không? Các cái quan điểm về xã hội. Ngày xưa thì bây giờ mà người nào đấy mà mặc quần ống noel mà ra ngoài đường thì chắc chắn là các bạn sẽ cười rất là nhiều, đúng không? Bởi vì ống noel nó bây giờ nó không phù hợp nữa, tức là cái góc nhìn của xã hội đối với một cái kiểu thời trang nó đã khác nhau. Vậy bây giờ giả sử các bạn thích quần ống noel thì sao ạ? Các bạn có dám mua không? Thích thì thích là một chuyện, nhưng vấn đề mua là vấn đề hoàn toàn khác. Thích nhưng mà anh để đấy thôi ạ, bởi vì nếu mà các bạn mặc ra đường thì bị các bạn khác chê cười, các bạn sẽ không dám đâu. Vậy tổng hợp cả hai này sẽ ảnh hưởng đến việc là người khách hàng có đưa ra quyết định mua hay không. Đôi khi các bạn có thể gặp mà tại sao nó lại tên là mình hộp đen đấy, bởi vì theo theo tôi nghĩ thì cái hộp đen nó không nhìn thấy được. Tức là những cái gì mà những cái biến mà xảy ra trong cái tâm lý khách hàng ấy, là chúng ta không thể nhìn thấy được. Và chính bởi không nhìn được, do vậy là đôi khi những cái mà sản sinh ra hay các chính là các quyết định ấy, các định hành vi nó lại rất là khác biệt. Một sản phẩm rất tốt, phân phối hoàn hảo, giá cả cũng rẻ, thế nhưng khách hàng không mua. Chả ai thể giải thích được điều đấy, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Tất cả xã hội đều đi theo một xu hướng, một mình tôi một xu hướng. Chả giải thích được cho tôi điều đấy, đúng không ạ? Và vì thế ta gọi là mô hình hộp đen hay gọi là mô hình kích thích phản ứng. Đây là mô hình đầu tiên mà các cái nhà nghiên cứu tìm hiểu. Vậy thì nhìn chung thì họ sẽ sử dụng mô hình này bằng cách gì ạ? Bằng cách để tác động để bán được nhiều hàng. Người ta sẽ tìm hiểu tác động vào hai cái, nhất là chào bán sản phẩm hay là các tác nhân kích thích khác. Tôi lấy một cái ví dụ để chứng minh điều này. Bây giờ rằng là các bạn cảm cúm, các bạn sẽ mua cái gì? Mua sản phẩm nào? Panadol, Tiffy, chính xác phải Tiffy vì màu xanh lá cây. Đấy là hai sản phẩm. Thế nhưng chẳng lẽ là để trị cảm cúm chỉ có hai loại đó rồi? Rất nhiều đúng không? Theo người ta đánh giá là hàng nghìn các cái loại thuốc có thể chữa được bệnh cảm cúm. Nhưng tại sao khi bây giờ một trẻ em bị cảm cúm, bố ơi đi mua cho con Tiffy vì màu xanh lá cây. Bởi vì họ quen điều đấy rồi, đó chính là ảnh hưởng các tác nhân kích thích đấy. Họ quảng cáo nhiều thì sẽ đưa cái hình ảnh đấy vào trong cái tâm trí của khách hàng, và người ta sẽ dễ dàng là khi người ta có nhu cầu, người ta thốt ra ngay cái thương hiệu đấy, ngay người ta sẽ dễ dàng lựa chọn ngay. Ra ngoài, con ơi ở đây có rất nhiều loại thuốc khác, con mua loại nào? Không, con chỉ mua Tiffy vì màu xanh lá cây thôi. Đấy, vì như thế mà doanh nghiệp mới cần phải quảng cáo đó. Và đấy là một cái mà doanh nghiệp đã sử dụng mô hình hộp đen để đánh vào các cái tác nhân kích thích và giúp cho cái quá trình mua của người tiêu dùng diễn ra nhanh gọn hơn. Mô hình thứ hai là mô hình biến cá nhân.
Thôi những cái mô hình bế cá nhân là một mô hình đơn giản về các quá trình bên trong. Ví dụ như là niềm tin, ý định, động cơ, nhận thức mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào của môi trường hoặc ảnh hưởng bên ngoài nào cả. Thông thường này thì người ta tức là người ta mô hình này người ta loại bỏ đi các cái biến thuộc về môi trường bên ngoài mà người ta chỉ nói về cái mô hình bên trong, tức là gì ạ? Thuộc về con người. Cái thuộc về con người, bên trong con người. Ví dụ như là bây giờ tôi mua một chiếc xe. Mua chiếc xe chẳng hạn, giả định rằng tôi tiền thì tôi không thiếu. Mình là người có tiền, đó, mình không thiếu tiền. Thế tôi sẽ mua cái gì? À, xã hội. Về nhà thì bố mẹ bảo là mua Honda, đúng không? Ra bạn bè thì ai cũng đi xe ga cả. Thế nhưng mà riêng một mình tôi thì tôi thích, tức là niềm tin của tôi không thích xe ga. Tôi sẽ mua một cái xe côn tay chẳng hạn. Ví dụ như là xe CBR 150, đúng không? Nhìn rất là cơ bắp, khỏe khoắn, thể thao. Và đây tôi nhận thức là tôi đi xe này là đẹp. Cứ tôi không không quan tâm là người bên ngoài nhận xét tôi như thế nào. Tôi không đánh giá là dư luận nghĩ tôi ra sao. Tất cả mọi người đều đi xe ga, một mình tôi đi xe côn, xe thể thao. Chả vấn đề gì cả, bởi vì đó là gì ạ? Đó là niềm tin và động cơ của tôi, đó là sở thích của tôi, ý tưởng của tôi. Chả vấn đề gì, đúng không? Thế vậy bây giờ mô hình biến cá nhân này cũng là một mô hình, tất nhiên mô hình biến cá nhân tương đối là khó bởi vì nó liên quan đến đến các cái thuộc về bên trong con người. Thế vì vậy là để mà tìm hiểu mô hình biến cá nhân này, thông thường các cái nhà hoạch định hoặc nhà là nghiên cứu máy tính, người ta phải diễn ra trong một khoảng thời gian rất là dài, tức người ta phải đi nghiên cứu và tìm hiểu thông qua cái quá trình hành vi mua, rồi thông qua nét mặt, thông qua cử chỉ, thậm chí thông qua quá trình phỏng vấn, người ta mới có thể tiến hành được xây dựng lên cái mô hình này. Mô hình thứ ba là mô hình phổ biến sự đổi mới. Mức độ và phạm vi phổ biến phụ thuộc vào yếu tố nào? Một là đặc điểm của sự đổi mới. Bây giờ ta thấy rằng là mô hình phổ biến sự đổi mới này sẽ áp dụng cho rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm mới được đưa vào thị trường. Vậy doanh nghiệp sẽ làm như thế nào để biết được là vậy thì khách hàng có chấp nhận sản phẩm của mình hay không? Thị trường có đón nhận sản phẩm mình hay không? Vậy thì bây giờ theo bạn, mức độ phạm vi phổ biến phụ thuộc cái gì? Đầu tiên chúng ta thấy rằng đặc điểm của sự đổi mới. Nếu mà cái sự đổi mới này nó vượt trội, nó tạo ra những cái đặc tính mà trước đây chưa bao giờ có, thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ đón nhận nó với sự rất là nồng nhiệt, đúng không ạ? Mới mà, tò mò. Người ta nói không biết là xem như này như thế nào, đúng không ạ? Tức bây giờ một cái hãng điện thoại nào đấy đưa ra một cái siêu phẩm điện thoại, thế nhưng mà nó không sử dụng các màn hình thông thường, mà nó bây giờ lại sử dụng màn hình gì ạ? Uốn cong được. Uốn cong được, hoặc nó có thể là sử dụng màn hình, như vậy màn hình không gian 4D cơ. Đấy. Rõ ràng là trên thế giới chưa bao giờ có một cái sản phẩm tương tự như vậy cả. Thì chắc chắn là khi mà đưa ra cái thông tin này, người tiêu dùng cái gì ạ? Rất là hào hứng để đón nhận và rất là dễ dàng chấp nhận nó. Như vậy là cái phạm vi phổ biến nó sẽ có thể là tốt hơn. Đó. Thứ hai là cái kênh giao tiếp được sử dụng. Bây giờ tôi muốn một cái sản phẩm nó được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Và đây sự kênh giao tiếp nào? Tôi kênh giao tiếp truyền miệng à? Cũng tốt, đúng không ạ? Truyền miệng là một cái hình thức rất tốt. Thông qua báo chí cũng tốt, thông qua truyền hình, cái kênh mà giao tiếp mà sử dụng thông qua truyền hình ấy là kênh giao tiếp một chiều, đúng không? Thế nhưng cái đấy là lại rất là ổn. Tuy nhiên cũng mỗi cái này nhược điểm rất là đắt. Thế tôi sự kênh giao tiếp nào khác ạ? Treo băng rôn được không ạ? Cũng được. Hay là sử dụng PR, thông cáo báo chí, rồi trả lời trực tiếp khách hàng. Thế nên cái đấy thì nó cũng là một cái kênh giao tiếp tốt. Thế tuy nhiên mà các doanh nghiệp bây giờ sử dụng càng nhiều kênh giao tiếp thì cái tính hiệu quả hay tính phổ biến của nó càng cao. Ít kênh giao tiếp thì cái mức độ bao phủ thị trường nó ít thấp hơn. Thế tuy nhiên nó cũng có cái gì, nó có ưu và nhược điểm. Nếu chúng ta sử dụng quá nhiều kênh giao tiếp, chúng ta rất khó kiểm soát được nó. Các giai đoạn của quá trình chấp nhận và các thành viên trong xã hội trong đạt tới. Thì đây là cũng là một cái nhân tố mà ảnh hưởng đến cái mức độ phạm vi phổ biến. Người ta đã tính toán rằng là người trong cái quá trình chấp nhận ấy thì người ta sẽ ra qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên gọi là chấp nhận sớm. Đó. Chấp nhận sớm. Ví dụ như tôi bây giờ Apple và tung ra sắp có sản phẩm iPhone 5S chẳng hạn. Các bạn đã bao giờ nhìn iPhone 5S chưa? Chưa đúng không ạ? Trước khi cái sản phẩm này ra mắt cũng chưa ai nhìn thấy cả, người ta phải đảm bảo cái bí mật mà. Tôi cũng chưa sử dụng bao giờ, chưa nhìn thấy bao giờ. Thế vậy tại sao?